Với sự cương quyết đấu tranh, triệt xóa các điểm tụ tập đánh bạc, lực lượng công an Quảng Ngãi đã triệt phá hàng chục điểm đánh bạc trong thời điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại quán cà phê ở phường Nghĩa Chánh, công an thành phố Quảng Ngãi đã bắt quả tang hai sòng đánh bạc. Sau 2 tháng, công an tỉnh Quảng Ngãi đã phá 8 vụ đánh bạc. Qua quá trình làm việc, cả chủ nhà và các đối tượng tham gia đánh bạc đều khai nhận dù biết việc tụ tập đông người trong thời gian diễn ra dịch bệnh là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm.